Hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn cho các bạn bộ thủ 3 nét các bạn nhé. Thì đây là bộ thủ 3 nét gồm 31 bộ. Như các bạn thấy thì vẫn còn khá là nhiều giấy. Hôm trước mình tập từ cái trang 9 rồi. Đấy, từ trang 9 rồi, đang là bộ thủ 3 nét này. Bộ củng, chắp tay này, giặc này, cung này. Để mình xem nào. Đấy, hôm trước là học viết tới bộ cung rồi. Hôm nay chúng ta sẽ viết tới kỷ kỷ cân này các bạn này. Còn khá là nhiều giấy các bạn ạ. Viết mãi không hết. Ba tập giấy. Vẫn là tập giấy hôm nọ mình viết đấy. Tập giấy này thì mình đang sử dụng cho nên viết nó sẽ bị vơi hơn một chút so với những tập giấy còn lại. Mai mình sẽ lấy nhiều nhiều ra hơn một chút. Còn lại tập giấy màu đỏ với lại màu vàng mễ này thì hai tập này vẫn còn nguyên 200 tập. Các bạn có nhu cầu mua giấy thì các bạn liên hệ với mình nhé. Ba tập giấy, ba tập giấy giá 180.000 các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta viết các bộ thủ tiếp theo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viết bộ thủ 3 nét 31 bộ. Rồi nào, các bạn chú ý vào đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thêm mực vào này. Đây là mực các bạn nhé. Du Yên mực, loại mực phải nói là mực thơm và xịn tốt nhất hiện nay mà đang có trong tay của mình đây. Giá loại mực này là 200.000 một một nọ này các bạn nhé. Không phải bạn nào cũng có được gọi là kiến thức hay là gọi là chuyên môn để chúng ta có thể tìm chọn được cái loại mực tốt như thế này, hoặc là may mắn tìm được mực. Tại vì hiện nay trên thị trường nhái những cái loại mực thương hiệu hay là gọi là có nhãn mác này rất là nhiều, cho nên là các bạn cần phải tìm được những cái địa chỉ nơi uy tín bán mực để chúng ta dùng. Thứ hai là với mùi mực ấy thì các bạn nên chọn những cái mùi mực nó thơm, mùi mực mà nó theo kiểu là đổ ra sau đó là chúng ta dùng không hết, chúng ta để qua 1 2 ngày nó vẫn thơm. Chứ nếu như những cái loại mực kém chất lượng ấy, các bạn sử dụng một thời gian sau đó dùng không hết, không đậy nắp lại, nó sẽ bốc mùi ra và nó sẽ làm cho khi mà chúng ta bước vào phòng chúng ta viết chữ có một cái mùi gì đó cảm thấy rất là khó chịu, và cảm giác đang hứng khởi viết chữ tự nhiên lại thấy là gì hết hứng các bạn nhé. Rồi ở đây thì các bạn chỉ nhìn thấy màu mực thôi chứ không nhìn thấy và ngửi thấy mùi mực. Cái này phải sử dụng trực tiếp các bạn mới nhìn thấy được nha. Thì bên mình thì có hướng dẫn và có bán mực Du Yên này. Và chúng ta chỉ cần đổ mực nguyên chất này đổ vào và viết chữ thôi, không cần phải pha gì cả. Giấy sinh thục là vậy nhá. Nào, mình sẽ để bên cạnh ở đây. Bây giờ mình sẽ viết cho các bạn nhá. Nào, tiếp theo là tới bộ kỷ, bộ cân. Đấy, can, yêu. Thì hôm trước mình đã viết được xong các bộ thủ này rồi. Bây giờ mình viết cho các bạn xem đó là cái bộ nghiễm, mái nhà và bộ dẫn các bạn nhé. Đấy, nghiễm, mái nhà và dẫn này. Thì nghiễm chúng ta viết nó như sau này. Viết một cho mình một nét chấm phía bên trên này. Rồi, tiếp tục này, một nét ngang nhé. Đấy, sau đó là một nét phẩy nhẹ từ trên xuống dưới. Nó là nét sụp phẩy nhé. Hơi hở ra một xíu như này. Đấy, là thành bộ nghiễm thôi, mái nhà. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ viết đó là bộ dẫn nhé. Các bạn nhìn viết dẫn được viết như này, ngang chắc nhẹ lên, gập xuống, bẻ cong vào. Đấy, xong kéo nét mác vào đây như này. Dừng bút, kéo nhẹ, chắc nhẹ lên trên một chút, tăng nhẹ lực tay nét mác này lên. Đây là dẫn nghĩa là bước dài này, còn nghiễm này cái là mái nhà này. Để mình dở sang đây nào. À, tiếp theo đó là bộ củng các bạn nhìn này. Bộ thủ tiếp theo nha, vẫn là bộ thủ 3 nét nha. Nó gồm có bộ củng này, chắp tay này, giặc này, cung này, bắn tên này, bộ kệ đầu con nhím này, bộ sam lông tóc dài, bộ xích bước chân trái. Rồi, bước chân trái thì viết như thế nào? Chúng ta cùng quan sát nha, bộ củng nha. Đấy nha, tiếp theo các bạn nhìn này, cách viết của nó này, tới bộ củng các bạn nhìn nhá, củng được viết như này. Củng nghĩa là chắp tay, chúng ta viết một nét ngang dài nào.
Đấy. Tiếp theo là từ nét phẩy nhá, phẩy ngắn này thôi, số phẩy. Rồi sau đó là một nét sổ gọn từ trên xuống như thế này. Đấy, cùng nha các bạn nha. Chắp tay này, tiếp tục tới bộ giặc này. Giặc được viết như thế này, có một nét ngang đi chết nhẹ lên. Tiếp theo một nét nghiêng móc từ trên nghiêng móc xuống. Không có phẩy các bạn nhé, phẩy đây là bộ qua các bạn nhé. Phẩy là bộ qua đấy. Chấm móc lại một xíu như này. Đấy, thì đây là giặc. Chúng ta cùng ghi một chút cái thông tin của các bộ thủ này nào. Bộ giặc này. Giặc này nghĩa là chiếm lấy này, chiếm lấy bắn lấy được các bạn nhá. Tiếp theo là tới bộ bộ này gọi là bộ củng. Đấy, củng nghĩa là chắp tay, chắp tay các bạn nhá, các bạn ghi vào cho mình là chắp tay nào. Tiếp theo tới bộ dẫn. Bộ dẫn này tức là nó gọi là đi đi lại các bạn, đi gần các bạn nhé. Bộ sức là đi xa mà. Tới bộ này gọi là bộ nghiễm. Nghiễm mới là mái nhà các bạn nhé. Đấy. Bộ nghiễm cái là mái nhà. Bộ giặc cái là chiếm lấy, bắn lấy. Ở đây thì chúng ta chú ý là về phân tích gọi là thư pháp ấy, các bạn nhớ nào, viết cái nét mác này viết thấp hơn một chút nhé. Này, viết thấp hơn một chút này, phẩy này, đuôi phẩy này. Nào, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta viết bộ thủ tiếp theo là bộ tiếp theo là bộ cung, bộ kệ các bạn nhá. Cung kệ. Đây mình sẽ xoay sang bên này. Cung và kệ các bạn nhìn nhá, cung kệ được viết như thế nào? Bộ cung được viết trong lối thư pháp, được viết nghệ thuật một chút, được viết như thế này này. Chúng ta sẽ bẻ gập như này nhá, ngang lên này. Các nét gập được viết như sau các bạn nhé. Bẻ gập một cái xuống. 1 2. Các phần gập này được viết như vậy, y hệt như vậy, gập trên gập dưới được viết như nhau. Chách chéo xuống dưới, bẻ gập này. Cong móc xuống dưới như này. Móc nhẹ lên, đây là bộ cung các bạn nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta viết bộ kệ nào. Kệ đầu của con nhím được viết như thế này. Ngang đi lên trên bẻ gập. Đấy, ngang ngắn này. Ngang tiếp theo này. Đây là kệ nhá. Tiếp tục là tới bộ sam lông tóc dài. Chúng ta viết các nét phẩy được viết như thế này. Phẩy nằm này. Đấy. Phẩy tiếp theo, phẩy ngắn. Cuối cùng là phẩy, cũng là một nét phẩy ngắn tiếp. Đấy. Nhưng mà viết nó không phải giống như viết trong chính khải, nó chỉ viết ba nét phẩy như này thôi. Thì một nét phẩy nằm, hai nét phẩy ngắn các bạn nhé. Tiếp theo là tới bộ xích. Đây, bộ xích ở bước chân trái đây, chúng ta viết một nét phẩy nằm. Tiếp theo là một nét phẩy ngắn các bạn nhé. Đuôi nhọn như này. Rồi chấm này. Chấm ở đây để cắt nét, để viết một nét sổ từ trên xuống dưới các bạn nhé. Đấy, đó là nét sổ gọn. Thì chúng ta ghi bộ xích này nghĩa là bước chân trái. Bộ kệ này, đầu con nhím này. Đấy, bộ cung này, nghĩa là cây cung này, hay là chỉ về những cái vật hình cong các bạn nhé. Còn bộ sam nghĩa là lông tóc dài. Các bạn phải ghi, các bạn mới thuộc được bộ thủ được. Các bạn không ghi, các bạn không thể thuộc được và nhớ được bộ thủ đâu. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta ghép chữ nha. Rồi chúng ta chuyển qua ghép chữ nào. Tiếp theo chúng ta sẽ ghép chữ nha, thì có được bộ giặc, bộ kệ và bộ xích, thì chúng ta sẽ ghép một số các chữ Hán. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ ghép, ví dụ bộ giặc chúng ta viết chữ Vũ nha.
có nét ngang viết như này. Rồi tiếp tục này, viết một nét sổ từ trên xuống này, chấm bẻ gập chỉ khoảng tầm này thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ viết là nghiêng từ trên nghiêng xuống phía dưới các bạn nhé, nghiêng móc này từ đường kẻ dọc rồi này, xoay móc nhẹ lên đánh cho mình một nét chấm nhẹ và móc lại đấy. Vũ rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta viết bộ kệ các bạn nhé. Kệ thì mình sẽ viết ví dụ như chữ vân này, đây các nét chấm đây, viết ở phía bên trên như này. Rồi tiếp tục là mình sẽ viết là phía bên dưới các bạn nhé, không phải, mình sẽ viết chữ tuyết đi, đây ngang phía bên trên này các bạn nhé, ngang này gập này, ngang ngắn này đấy, ngang tiếp theo này đấy, tuyết các bạn nhé. Chữ vân thì lại là có bộ khư cơ đấy, mình đang viết là bộ kệ cơ mà. Rồi tiếp tục chúng ta viết xích nha, xích thì mình viết chữ đức. Đấy, ngang nha, các bạn nhìn nha, ngang này lên trên này. Số. Đấy, các nét ngang được viết to khỏe như này. Tâm phía bên dưới này. Đấy, nét chấm. Thì đây là chữ đức các bạn nha. Rồi tiếp tục nào. Chữ tiếp theo. Ví dụ như là Sam mà lông tóc dài như thế này thì chúng ta có thể viết một chữ Hán. Đấy, không thì mình viết cái bộ cung đi. Cung nhá. Cung thì viết chữ trương nhá, đây. Đấy, gập lên như này. Đây là vị trí mà nó nằm ở phía tay trái các bạn nhé. Đấy, đây vị trí nằm phía bên tay trái. Còn vị trí nằm ở phía bên tay phải thì nó lại được viết theo khác, viết dài ra hơn một chút. Đấy, đây là chữ trương các bạn nha. Đây là chữ vũ các bạn nha. Thì chúng ta ghi đây là vũ này. Vũ này xong là tuyết này. Đấy, đức này. Trương này. Trương này là họ Trương các bạn nhé. Đấy, như vậy là mình đã hoàn thành xong phần ghép chữ. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta viết sang phần bộ thủ tiếp theo. Trang 10 à? Trang 11 này các bạn nha. Rồi trang 11 rồi nha. Trang 11 này thì mình sẽ chỉ cho các bạn xem một số các bộ thủ này. Đây này, ví dụ như là lúc này nó sang bộ thủ 4 nét gồm 33 bộ nhá. Nó có bộ tâm này. Đấy. Tiếp theo là tới bộ qua này. Bộ qua này này. Đấy là vừa rồi là mình viết bộ giặc, bây giờ mình thêm một nét phẩy vào nữa nhá. Hộ này này. Hộ này được viết theo lối cổ là sẽ viết một nét ngang chứ không phải là một nét chấm các bạn nhé. Thủ này. Thủ 3 nét, 4 nét. Tiếp theo là tới cành nhánh là bộ chi và tới bộ phọc, cái là đánh khẽ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng viết các bộ thủ này nào. Đều là những bộ thủ mà mình yêu thích cả. Các bộ thủ 2-3 nét này thì là sử dụng nó liên tục với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ viết các bộ thủ các bạn nhé. Nào, cách viết nó như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ viết một nét chấm trái tâm này. Đấy, gọn nhẹ lên một xíu như này. Rồi một nét chấm ngắn ở đây. Sổ nhé, sổ kéo dài từ trên xuống dưới này nhé. Phần thân này chúng ta sẽ hơi giảm nhẹ được tay một chút. Không giảm được thì thôi. Tiếp tục là tới bộ qua, đúng không ạ? Đây,
Bộ qua này thì giống như cái bộ giặc vừa rồi chúng ta viết ấy, nhưng mà nó sẽ khác hơn một chút, là mình sẽ viết thêm cái nét phẩy phía bên trong mà nhá. Phải đánh nhẹ vào, đánh một nét chấm. Đấy, qua. Qua nghĩa là vũ khí, binh khí. Mình thấy bộ qua này viết ở trong thư pháp sử dụng và ghép chữ nhiều hơn so với bộ giặc. Tiếp tục chúng ta viết tới bộ hộ nào. Có nét ngang phía bên trên nào. Nửa bộ khẩu nhé. Số phẩy. Đấy, từ trên xuống dưới như thế này. Tiếp tục là tới bộ thủ các bạn nhé. Thủ này. Thủ này nghĩa là tay các bạn nhé. Tay ngang chéo chéo lên như thế này. Sổ móc từ trên xuống dưới. Lật bút Phật móc nhẹ lên. Tiếp tục hất nhẹ từ dưới, hất nhẹ lên các bạn nhé. Thì chúng ta nhớ là chúng ta hất ấy, chúng ta hất từ dưới hất lên trên như này. Thì các bạn lưu ý cho mình là hất hất này khỏe này, nhưng mà chúng ta đừng viết nó quá dài so với, tức là cắt qua cái nét sổ này. Đấy, mình không viết hất qua, mình viết như này thôi là được rồi. Là chúng ta ghi cho mình cách viết. Ví dụ nha, đây là bộ thủ nha. Thủ này nghĩa là tay này. Bộ qua này. Vũ khí này, binh khí này. Tâm này. Tâm này nghĩa là tình cảm của con người. Tâm này là tâm đứng nhá, tâm bộ tâm tình cảm. Nhưng mà nó cũng sẽ có một cái bộ tâm được viết là tâm nằm. Đấy. Như thế này. Đấy. Thì cũng sẽ viết cái bộ tâm như này nữa, thì lát nữa chúng ta ghép chữ nhé, chúng ta sẽ viết bộ tâm này nhé. Rồi tiếp tục là tới bộ hộ này. Bộ hộ này nghĩa là chỉ về cửa, cửa hoặc là nhà các bạn nhé, căn hộ nhé. Thì đây là cái nét ngang phía trên, chúng ta phải viết ở giữa như này này, ngang trên và ngang dưới một nửa bộ khẩu viết ở giữa nhau như thế này nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta ghép chữ nào. Giấy còn rất nhiều các bạn nhé, giấy còn rất nhiều. Cứ 3 tập giấy này thì giá là 180.000. Đấy. Này, các bạn nhìn này. Giấy còn rất nhiều. Giấy đây. Giá 180.000 3 tập giấy này các bạn nhé. Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé. Mình đang sử dụng cái loại giấy hồi cung này. Đây là giấy mễ và đây là giấy đỏ các bạn nhé. Giấy đỏ thì hiện tại thì mình gần hết rồi. Giấy đỏ hiện tại gần hết rồi, còn lại có vài tập thôi. Bạn nào mua nhanh thì còn giấy đỏ. Còn không chỉ có giấy vàng đấy nha. Nào tiếp tục, là chúng ta chuyển vào đây chúng ta viết tiếp nào. Bộ tiếp theo là bộ chi. Đây, tiếp theo là bộ chi đây, cách các bạn để ý nhé, bộ chi được viết như sau nhá. Nào chúng ta sẽ viết này, bộ chi này. Bộ 65 cành nhánh này được viết như này, ngang lên trên như này nhá. Sổ. Đấy, sổ từ trên xuống dưới này. Sao các bạn bẻ ngang vào luôn cho mình cũng được như thế này này. Đấy, cũng được nhé, xong kéo nét mác. Từ trên xuống như này cũng được. Cách viết nó cũng nhanh hơn, gọn gàng hơn. Tiếp tục chúng ta viết sang bộ phộc nhé. Phải ngang ngắn chắc chéo lên này, sổ cong phẩy này. Tạt xuống tay trái, mác kéo vào như này. Căng nhận được tay lên, kéo vào. Rồi, đó, phộc. Tiếp theo chúng ta dở sang cái trang 12. Trang này vẫn là bộ thủ 4 nét các bạn ạ. Bộ thủ 4 nét gồm 33 bộ, bộ văn này. Đấy, bộ đẩu này. Bộ cân này, bộ phương này, bộ vô này và bộ nhật các bạn nhé. Rồi thì bây giờ thì mình lại tiếp tục mình viết tiếp cho các bạn xem, đó là bộ văn được viết như thế nào. Văn trong lối thư pháp được viết như thế này nhá, chúng ta nhìn chấm này. Móc lại một xíu, ngang đi chết chéo lên. Rồi, xong là phẩy. Phản mác.
Đấy, văn được viết theo kiểu như thế này, viết là thu nhỏ lại ấy. Tiếp tục là tới bộ đầu các bạn nha, đầu đây hai cái nét chấm móc, một này hình mỏ chim này, ngang dài này, sổ thẳng từ trên xuống đấy, bộ đầu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi một số cái thông tin, ví dụ như bộ đầu này. Đầu này nghĩa là cái đấu để đong nhé, cái đấu để đong bộ văn này. Bộ văn này thì biểu nghĩa của nó là văn chương, văn chương các bạn, văn chương văn hóa. Bộ phộc này nghĩa là đánh khẽ. Ở đây vẫn đang quy tụ các bộ thủ 3 nét các bạn nhé, 4 nét, 1 2 3 4, 4 nét. Đấy, 3 nét ở phía bên trên rồi. Đây là bộ chi, nghĩa là cành nhánh phân chia. Chúng ta nhớ là ví dụ như là nếu như viết cái bộ phộc này thì nhớ là viết phẩy cao mác thấp nhé. Này. Đấy, các nét chấm móc này viết này, đi liên tiếp với nhau này. Thằng này thì viết thấp hơn một xíu này. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta ghép chữ. Mình thích ghép bộ chữ với lại bộ phộc này. Đầu này mình có thể viết chữ khoa nhé. Nào, bạn nào mà mua giấy ba tập giấy các bạn viết, mình viết từ nãy giờ mình viết hết ạ. Gọi là được tới trang 12 rồi mà nó chưa vơi một ít giấy nào. Mỗi một từ này mình viết 4 bộ thủ và cả ghép chữ nữa, phải ghép chữ vào. Tiếp theo thì mình sẽ ghép chữ các bạn nha. Thế thì với cái bộ đầu vừa rồi thì mình sẽ ghép chữ khoa các bạn nhé. Khoa đây, các bạn cùng quan sát nha. Đầu tiên mình sẽ viết một nét phẩy nằm ngang chắc nhẹ lên sổ. Phẩy chấm nhẹ. Các nét chấm được viết đều nhau. Đấy, xong bắt đầu kéo thêm một nét sổ từ trên, sổ thẳng trên xuống dưới này nhé. Đấy, sổ to khỏe nội lực thế này. Khoa, đăng khoa ấy các bạn. Khoa này là khoa học, khoa thông minh ấy. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ viết sang phần tiếp theo, đó là bộ phộc. Phộc thì chúng ta sẽ có một vài các chữ Hán, ví dụ như chữ cố, cố hương này. Sổ khẩu. Đấy, phải ngắn nha. Ngang đi lên trên, ngang ngắn này. Tiếp theo là một nét sổ cong phẩy từ trên xuống này. Mác này. Đấy. Đây các bạn thấy viết là nét chữ nó có bị nhòe đó. Giấy sinh thục nó không bị nhòe mà cứ thế đổ mực vào trực tiếp vào viết được thôi. Tiếp tục chúng ta viết ở bộ chi nhá. Chi này thì là viết chữ gì bây giờ? Rồi chúng ta viết thêm bộ mộc vào đây thì chi cái là cành nhánh đi. Tiếp tục nhá. Chi này ngang lên trên này. Thường thường mình thấy các nhà thư pháp họ sẽ viết theo kiểu sổ xuống như này, xong bẻ cong vào như này luôn này. Đấy, kéo nét mác vào như này, ghép và tạo ra chữ luôn chứ chứ không có gì đâu, không 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 có kéo nét ngang vào luôn đâu, không có nét ngang phẩy vào mà sổ xuống dưới bẻ gập vào luôn. Đây gọi là một cái nét mới trong thư pháp, gọi là nét sổ ngang phẩy. Nào tiếp tục chúng ta viết bộ văn nhé. Văn thì thực ra thì chữ này bộ văn vừa rồi mình viết là theo kiểu viết viết tắt, viết nhỏ trong mẫu sách. Còn văn bây giờ mình cũng có thể viết cho các bạn một bộ văn, nhưng mà lúc này nó lại không phải nằm vị trí được viết như vậy. Mình sẽ viết chữ văn được viết to nhé. Viết to ra thì được viết như nào nhé, các bạn cùng quan sát nhé. Chấm này, ngang này, đấy, sổ cong phẩy, mác. Đây, văn đây, như thế này.
Đấy thì chúng ta sẽ biết là chữ văn. Văn này văn hóa, trung văn. Thì mình sẽ ghi thông tin một chút vào đây nha. Đây là văn này, văn vẻ, văn chương này, khoa này, cố này. Cố nghĩa là cũ ấy, cố hương, quê, quê cũ, quê hương. Đây là chữ chi nghĩa là cành nhánh các bạn nhé, ví dụ cành cây. Đấy thì là mình sẽ sử dụng này. Thì đây là những cái phần ghép chữ gọi là mô phỏng cho các bạn thôi. Đấy, cho các bạn tham khảo thêm nhá. Được rồi, chúng ta để sang một bên. Tiếp tục chúng ta sẽ viết sang các bộ thủ tiếp theo. Tiếp theo là trang 12. Vẫn là các bộ thủ vừa rồi mình dở. Có bốn cái bộ thủ phía bên dưới này. Bộ cân, búa, rìu, bộ phương nghĩa là vuông, bộ vô là không, bộ nhật là mặt trời. Rồi, chúng ta sẽ cùng viết các bốn cái bộ thủ này nào. Nào, bây giờ chúng ta sẽ viết thử nhá. Cách viết của nó như sau này. Đầu tiên là bộ cân này, nó là một cái nét phẩy nằm các bạn nhé. Phẩy nằm các bạn nhìn này, phẩy nằm được viết từ trái qua phải như này. Từ phải qua trái. Đấy, phẩy nằm từ phải qua trái. Tiếp theo một nét sổ từ trên xuống. Sổ gọn ngang này, nối từ đây, kéo ngang ra ngoài như này. Xong lại nối từ đoạn ngang này, nối sổ xuống dưới như này. Sổ gọn các bạn nhé. Thì với viết cân này mà viết trong chính khải, chúng ta sẽ viết phẩy nằm, sổ phẩy và ngang như này này. Đây là trong chính khải các bạn nhé. Còn viết trong thư pháp thì nét chữ được thay đổi lại, nhìn khỏe khoắn, sinh lực hơn, bớt cong đi một chút. Tiếp tục sang tới phương, viết một nét chấm ngang chắc chéo lên, ngang gập móc. Lúc này ngang gập móc đã được viết thay đổi đi một chút rồi. Phẩy phương. Tiếp tục chúng ta chuyển qua viết ở vô các bạn nhé. Vô như thế này các bạn viết không khác gì một chữ vô rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng viết chữ vô được viết như sau nhé. Đây các bạn viết cho mình một nét chấm. Thư pháp được cách viết nó có cái phần ngang móc nhẹ lại như thế này này. Ngang phía bên dưới nhé. Ngang này ngang ngắn thôi, ngang bên dưới cùng mới là ngang dài nhé. Các nét sổ chúng ta sẽ viết là thu dần về. Đấy, thu dần về, thu thu đáy về một chút đấy. Sau các bạn viết cho mình các nét ngang nhé, ngang dài này, to khỏe như thế này. Cuối cùng là các nét chấm. Đấy, thế đây là chữ vô. Đây mình viết hẳn hẳn gọi là thành chữ vô mất rồi, to hẳn như thế này rồi. Trong sách cũng vậy. Tiếp theo chúng ta viết bộ nhật này. Nhật thì viết như thế này. Sổ nhá, sổ bên này viết ngắn hơn nhá, ngang này, gập này, gập bên này được viết dài hơn một chút, ngang ngắn, bẻ gập ở đây, hát nhẹ lên. Ngay cái đoạn này chúng ta sẽ bẻ một đường gập, hát nhẹ lên là được. Thực tế đây chúng ta viết thành một nét hát, hát nhẹ lên cũng được, hoặc là bẻ gập xuống như thế này, nối từ đoạn này, xoay gập lên như này cũng được, nhìn nó cũng gọn chữ. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ ghi một chút về thông tin về rộ. Nhật này, vô này. Nhật này nghĩa là mặt trời. Mặt trời ngày. Vô này nghĩa là không có gì cả. Phương này, phương này nghĩa là phương hướng. Hoặc là vuông các bạn nhé. Bộ cân nghĩa là búa rìu. Đấy, búa rìu. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta học tiếp tục. Đấy, các bộ thủ tiếp theo. Trang 13 đi. Trang 13 sau đó quay lại ghép chữ nha. Chủ yếu chúng ta học các bộ thủ thôi. Ghép chữ là phụ. Đây. Các bạn nhìn trang 13 đây có rất nhiều những bộ thủ các bạn cần phải đáng học hỏi. Bộ nguyệt này viết trong lối thư pháp nó có lúc nó có sẽ có móc lên. Có đúc thì không có móc. Đấy, nhìn rất là điệu. Tiếp tục tới bộ mộc này, bộ khiếm này, bộ chỉ, bộ đãi này và bộ viết. Bộ viết này viết rất giống với này bộ bộ nhật các bạn nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng viết các bộ thủ này nào. Nào, viết chữ viết nào, bộ viết nào. Nhớ là nó thu về, thu hai bên về nha, khác với bộ nhật một chút đấy.
thu về như thế này. Đấy, đây là viết. Rồi tiếp tục chúng ta chuyển qua chúng ta viết bộ nguyệt. Bộ này thì viết không có móc nhẹ lên. Thực tế thì một số cái chữ Hán cặp bộ nguyệt này nó vẫn có móc lên. Đấy, chúng ta sẽ không có móc lên. Thích móc thì các bạn chỉ cần phật một cái lên là móc. Hắt nhẹ lên như này. Rồi tiếp theo là tới bộ mộc các bạn nha. Mộc đây các bạn nhìn mộc đây, cái viết là như sau. Ngang chết chéo lên này. Và chúng ta kéo nét sổ hơi lệch một chút sang phía bên tay phải một tí nhé. Bộ này thì hơi có gợn móc nhẹ lên này, phải ngắn này. Chấm. Đấy, đây là mộc. Tiếp tục vào tới bộ khiếm. Khiếm đây. Các bạn cùng quan sát khiếm nha. Phải ngắn này. Đấy, xong mà ngang đưa lên cập móc lại. Móc móc dài dài hơn một chút này. Số cong phẩy. Số cong phẩy. Ta sang tay trái và kéo nét mác vào từ chỗ này kéo mác. Đấy, thế là khiếm các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng ghi một số cái kiến thức nào. Đây là khiếm này. Khiếm này nghĩa là thiếu sót, khiếm khuyết. Đấy, đây là nguyệt này. Đấy, bộ nguyệt các bạn nhé. Bộ nguyệt này thì nó có cái phần thông tin là mặt trăng, hoặc là nó sẽ chỉ về tháng. Viết này thì cũng vậy, nghĩa là nói rằng hay là viết rằng các bạn nhé. Đây, chúng ta ghi đây là bộ viết. Tiếp theo đây là bộ mộc các bạn nhé. Các bạn ghi bộ mộc này nghĩa là cây cối thực vật. Cây cối thực vật các bạn nhé. Ở đây tỷ lệ của nó là 1 phần 3 đấy. 1 này, 2 này, 3 này. Chia cái nét sổ ra, mỗi bên một một phần, trên là một phần, giữa một phần và ở dưới là một phần. Rồi chúng ta sẽ chuyển lại chúng ta ghép chữ nha. À, ghép chữ đi. Thì bây giờ thì mình sẽ ghép chữ, ví dụ mình sẽ viết cái bộ khiếm này và bộ nguyệt này nhá. Đấy. Còn cái bộ lúc nãy chúng ta học thì nó sẽ có bộ nhật. Nhật thì chúng ta sẽ viết chữ thời đi. Thời, các bạn cùng quan sát chữ thời nhá. Đây, nhật đây. Bên này được viết ngắn hơn. Này được viết dài hơn một xíu, ngang ngắn này, gập này. Đấy, viết nha, nhìn cho nó gọn này. Ngang đi lên trên này. Sổ. Ngang dài các bạn nhé. Thốn phía bên dưới được viết ngang ngắn hơn một xíu. Phật móc nhẹ lại và đánh cho mình nét chấm vào đây như này, buông xuống. Chữ thời. Tiếp tục là nguyệt nhé. Nguyệt thì chúng ta sẽ viết chữ đằng. Bay nhảy, bay cao, bay xa. Đây, vị trí nào phía tay trái đây. Đấy, không có móc lên nhé các bạn nhé. Rồi, tiếp tục chúng ta viết chấm này. Vươn dài ra và cuối cùng chúng ta viết bộ mã phía bên dưới nhé. Cái nét chấm được viết vươn dài phía bên trong. Đấy, đoạn này lúc nãy là giấy hơi cộm, giấy hơi bị cộm một tí, đường nét nó không được mượt, chữa lại một chút. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ viết chữ hoan các bạn nhé. Hoan này, hoan cách viết nó như sau. Chúng ta viết là bộ thảo này. Khẩu được viết rất nhỏ thôi nhé.
phải kéo từ trên xuống dưới này sổ. Đấy. Tiếp tục này, chúng ta viết nét chấm sổ ở phía bên này này. Các nét ngang thì viết rất là nhỏ thôi, ngắn thôi. Đấy, đây là chữ hoan. Tiếp tục khiếm nhé. Đấy, đây là chữ hoan này. Các bạn nhìn chưa, chữ hoan này phía về bên tay trái thì viết dày hơn một chút, cao hơn một chút, khiếm về tay phải thì viết ngắn hơn một tí. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ chuyển qua, chúng ta viết bộ thủ tiếp theo, đó là bộ mộc à? Không, bộ bộ viết gì ạ? Bộ viết chúng ta viết chữ thị nhé. Rất nhiều bạn thì viết cái chữ thị đấy viết bị lỗi. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn thử nhé. Chúng ta viết bộ viết về bên trên, từ viết mở ra như thế này. Thu về. Đấy, ngang chất chéo lên. Sổ. Chấm này, phẩy này. Phẩy cho các bạn viết chạm vào được cái đầu nét ngang này nhé, sau đó kéo nét mác. Mác nó từ chỗ này chúng ta có điểm khởi bút, chúng ta giấu bên trong cho nó kéo đi xuống phía bên dưới nhé. Đấy, thì đây là chữ thị đây. Đấy, các bạn nhìn ngang nó chếch chéo lên trên. Đấy, bẻ gập chếch chéo lên trên thì chúng ta sẽ đỡ được cái phẩy vào mác này, cái phía bên dưới này nhìn nó sẽ đẹp hơn, đúng không? Đấy, các bạn về nhà các bạn tham khảo nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ viết bộ chỉ các bạn nha. Chỉ được viết như này này, sổ thẳng từ trên xuống này. Đây là một nét ngang được viết theo cách điệu một chút, giống như kiểu gần giống như là nét hắt như thế này. Hắt nhẹ lên. Tiếp theo là một nét sổ. Ngang vào như này, cắt nét. Rồi chuyển qua viết bộ đãi nào. Những chữ Hán nào có bộ đãi này thì thường nó sẽ chỉ về chữ có nghĩa xấu các bạn nhé. Nó không được đẹp. Đấy, đãi. Chúng ta chuyển qua cái trang thứ 14 nào. Trang thứ 14 này nó có bộ thù, bộ vô này, tỷ, mao, thị, khí. Thế chúng ta sẽ học lần được các bộ thủ này các bạn nhé. Đây, bộ thủ này nó cũng là một trong những bộ thủ mà quan trọng, sử dụng nhiều các bạn nhé, sử dụng khá nhiều đấy. Nào chúng ta cùng viết nào. Bộ thủ nào trong thư pháp được bộ thủ được viết theo kiểu như thế này, có một nét sổ dài từ trên xuống, một nửa bộ khẩu. Đấy, ngang tiếp theo, sổ cong phẩy, mác kéo thật dài, vươn dài sang phía bên tay phải như thế này. Rồi tiếp tục chúng ta viết sang bộ vô nào. Vô nghĩa là chớ đừng này, bộ này được viết nhìn khá là giống với lại chữ mẫu nhỉ. Đây các bạn nhìn nhá, bẻ gập nha, phẩy chấm này kéo rất dài từ trái qua phải, vuốt nhẹ xuống, ngang đi lên trên, bẻ gập xuống các bạn nha. Đấy. Tiếp theo chúng ta viết một nét ngang sổ. Ngang này là ngang dài, chúng ta viết hơi chếch gánh nhẹ lên trên nha, từ, từ đây qua đây nha. Đấy, thì đây là vô. Thì cái đoạn này bẻ hơi cong, còn cái đoạn này thì lại hơi chếch cong cong lên, hơi hơi chếch chếch điệu điệu lên trên một chút, bẻ gập. Nào chúng ta học cho mình bộ vô nào. Vô, vô này nghĩa là chớ đừng nhé. Đây là đãi, nghĩa là xấu xa tệ bạc nhé. Chỉ này nghĩa là dừng lại nhé. Và tới bộ thù này nghĩa là binh khí. Qua cũng là binh khí, giặc cũng là bắn chiếm lấy. Rồi là một số các bộ thủ cũng nên liên quan đến chiến sự, binh khí rồi là oánh nhau. Đấy, cho nên các bạn cần phải thấy được là mỗi một bộ thủ cái phần tượng hình của nó khác nhau nhưng mà nó đều chỉ nghĩa gần như tương đồng. Rồi chúng ta chuyển qua, chúng ta học thêm các bộ thủ tiếp nào.
Vẫn là các bộ thủ trang thứ 14. Giấy ở đây vẫn còn rất nhiều các bạn nha, cứ 3 tập giấy. Này. Đây. 3 tập giấy này. 180.000 các bạn nha. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với mình nha. Khả năng nào mình sẽ phải viết chữ sang những cái tập giấy màu đỏ này. Chứ còn bộ thủ này thì học sắp hết rồi. Và giấy vẫn chưa hết, giấy còn nhiều quá. Chỉ mất 180.000 tiền giấy các bạn có thể viết nhòe. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta viết bộ tiếp theo là bộ tỉ nhá. Tỉ đây chúng ta viết nó như sau, một nét ngang này. Sổ hắt này. Đấy, thằng bắt đầu là ngang phía bên này. Sổ gập cong. Phía bên tay phải được viết to hơn một tí. Cái tổ phía bên tay tay trái à, tay phải là bộ mao nhá, mao này nghĩa là lông này, phẩy này. Phẩy nằm này, ngang này. Ngang tiếp theo. Đấy, xong bắt đầu sổ cong móc. Thằng này được viết vươn dài khá là mạnh cho nên nó sẽ được viết. Bộ này thường thường vị trí là tay trái nó ôm với một bộ thủ phía bên trên này, phía tay phải này. Tiếp tục là chúng ta viết bộ thị nghĩa là người các bạn nhé. Ở đây thì mình viết thành một nét ngang thay thế cho nét phẩy nằm. Như thế này, sổ hắt xuống. Đấy, ngang tiếp tục chách chéo lên và nghiêng móc từ trên nghiêng xuống phía dưới như thế này. Đấy nhá. Rồi tiếp tục chúng ta viết khí nhá. Khí đây, khí được viết thư pháp được viết như sau, chúng ta viết một nét chấm trái. Sau đó một nét ngang đi lên trên này, Phật móc nhẹ lại này. Ngang tiếp theo này, 1 này. Bẻ cập này. Đấy, xoay nhẹ lên trên như này. Đấy. Còn nếu chúng ta muốn viết chữ khí chúng ta sẽ thêm vào đây nhé. Chấm này. Thì chính xác của khí khí này, đây mới là khí. Nó có thêm bộ mễ phía bên trong này nữa. Đấy. Khí đây như thế này. Thì chúng ta viết luôn là thành chữ khí. Ở đây chúng ta ghi bộ khí này. Khí này nghĩa là không khí các bạn nhé. Rồi tiếp tục là bộ mao. Bộ mao này nghĩa là chỉ về lông. Tỉ nghĩa là so sánh. Bộ thị. Thị này nghĩa là chỉ về họ tên người. Đấy, họ tên người các bạn nha. Rồi như vậy mình đã hoàn thành xong ở trang thứ 14 này rồi nha.